Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Evosu ô tô, chuyên các cái dòng xe bán tải giá rẻ cho mọi nhà. Và trong ngày nắng, thời tiết rất nắng nóng ngày hôm nay thì Evosu ô tô lại về cho bác một mẫu bán tải, một chiếc xe gọi là để đi chở hàng hóa, đi rất là ok, bền lành ổn định. Và đây là một cái dòng xe bán tải rất là khỏe đến từ thương hiệu của Nhật Bản, một chiếc bán tải màu đen đấy, nội thất màu xám và xe thì còn ngon, máy gầm chất, tôn vỏ thì theo thời gian 5 tháng rồi. Xe này em không có dọn dẹp, không đánh bóng xì tốt nhá. Các bác mua về thì các bác gọi là đi công trình công trường thì thực sự ra là những cái này không cần thiết đâu. Còn chiếc xe này thì em đang bán giá rất là hợp lý rồi. Vâng, chỉ có 139 triệu đồng. Các bác đã có ngay được chiếc xe bán tải 2 cầu, máy dầu rất là khỏe, và dòng xe này đến từ thương hiệu của Isuzu. Vâng, Isuzu Nhật Bản 2008. Xe ngon, la răng 6 chấu, khỏe khoắn, mạnh mẽ, lành bền. Và xe thì đảm bảo anh em là không có đâm đụng đấy, máy gầm ngon chất, chạy sướng. Và xe này thì anh em về là cứ việc là đổ dầu mà chạy thôi. Mức tiêu thụ nhiên liệu dầu rơi vào tầm khoảng 9 lít dầu trên 100 km. Và cái dòng Isuzu là một cái dòng xe mà được rất nhiều người yêu thích. Vâng, form nó vuông vắn, cứng cáp, nhìn khỏe khoắn đấy, không đẹp như là Jagger, không hiện đại như nhiều hãng xe khác, nhưng mà bù lại chiếc xe này có một cái độ gọi là người ta là khỏe như châu mộng, khỏe như voi, đi thì lành bền. Và cái dòng bán tải của Isuzu thì anh em yên tâm, về là không phải nghĩ ngợi gì. Nói chung là với cái tầm tiền như thế này thì thực sự đây vẫn là một cái sự lựa chọn hợp lý cho mọi nhà, và là một sự lựa chọn dành cho các bác nào mà đi công trình công trường đấy, rất là hợp lý luôn, chở đồ chở đạc khỏe khoắn thoải mái, vất đâu cũng được, không sót xe. Và với cái tầm hơn trăm thì thực sự bán tải đây là một cái mẫu bán tải mà đến thời điểm này nó là một cái số tiền rất là hợp lý luôn, hơn 100 triệu đồng. Mình có ngay được một chiếc bán tải đời 2008 ấy, khỏe ngon chất, gầm chắc chắn, sơn si thì tương đối theo thời gian. Và xe thì đấy, và các bác yên tâm là chỉ có việc chạy thôi, không phải nghĩ ngợi gì. Và đây là một chiếc xe rất là ngon đấy, bên em giấy tờ thì đầy đủ, tên tư nhân đấy, chưa lấy vợ, sẽ có giấy chứng nhận độc thân. Và tất cả các cái chức năng, ví dụ điều hòa thì xe làm hoạt động hoàn toàn bình thường, quạt gió một tốc độ đấy, mình đi rất yên tâm. Và cái dòng này thì nói chung là các bác về yên tâm là chỉ có việc là đổ xăng mà chạy, dầu mà chạy thôi, bao xăng trọn đời. Vâng, và chiếc xe này thì em đang bán cái giá là 139 triệu đồng. Thế là các bác nào mà vừa tầm chân tiền và muốn mua chiếc xe bán tải này thì các bác có thể là qua cửa hàng xem xe trực tiếp. Đấy, còn vận chuyển xe trên toàn quốc, đi sao xe tận nha. Và xe thì đấy, ngon lành cành đào, các bác về yên tâm là chỉ có việc đi, không phải làm gì. Dàn lốp của xe thì hai quả trước là rơi vào tầm khoảng 70%, hai quả sau thì gần như là 90% rồi, gần như mới tinh luôn. Và xe thì cũng có bậc bước để chân, các thứ đầy đủ, các bác về cũng không phải độ chế cháo gì. Đấy, cánh cửa kính điện 4 cánh hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, gương chỉnh và tất cả các chức năng đèn đóm này đầy đủ. Nói chung là xe này thì vừa nãy em kiểm tra rồi thì có cái còi là không thể lên. Thì sau video này thì em sẽ kiểm tra và em sẽ bổ sung cái còi để làm sao mà máy nổ còi kêu, bốn bánh quay đầu. Đấy, rất rõ ràng nhá, riêng cái con xe này là còi không lên. Đầu tiên thì mặt ca lăng của xe thì các bác nhìn này, logo Isuzu to vật vã luôn. Nhiều bác bảo là Isuzu này thì là xe có chuẩn của Nhật không, thì thưa mấy các bác, đây là chuẩn của Nhật luôn nhá, 100% chuẩn của Nhật, và được sản xuất lắp ráp tại Việt Nam mình thôi. Vâng, nhà máy Isuzu tại Việt Nam. Và đèn của chiếc xe là đèn zin, đến thời điểm này thì nó cũng đã cũ vàng rồi, không tránh được. Nhưng mà này thì nó là xe bán tải, nó không phải là như kiểu xe con, thế nên là bác chủ bác ấy cũng không chăm chút, cũng chả đánh bóng gì, cứ để nguyên như này thôi. Đấy, thế nên là xe là đèn hơi vàng, cái đấy là bình thường. Chủ yếu quan trọng nhất là đèn gầm đây đầy đủ đây. Đấy. Và chiếc xe này thì biển Hải Phòng 15C30843, thì bác chủ lâu nay là bác không dùng, thế thành ra bác cứ để thôi, chứ bác bảo là để không đấy thì cũng chẳng làm gì. Đấy, chặt nhà, tôn vỏ thì dày. Em này thì được cái là máy gầm chạy rất sướng. Đấy, máy bốc khỏe, không hề lỗi lầm. Đấy, chạy sướng luôn. Và chiếc xe này thì nó đang sử dụng hai quả lốp trước là hai quả lốp Toa Otani. Đấy, sau là SA1000, và cái lốp này nó cũng đã cũ rồi. 245-70 la răng 16. Đấy, lốp này nó cũ nhưng mà cái này không vấn đề gì, chạy thoải mái, các bác yên tâm nhá. Đấy, còn các cái lòng của xe thì vẫn còn đẹp, còn là hai quả lốp hai bên. Vâng, nói chung là lốp thì không ảnh hưởng gì, các bác về yên tâm là đi. Bên em thì có sao báo vậy thôi, chứ còn cũng không có gì phải cầu kỳ.
Đấy, lốp này lốp tháng 9 năm 2021 và xe này là chạy được 30 vạn rồi. 32 vạn cho một chiếc xe. Nói chung là cũng bình thường. Mặc bước để chân này các bác ơi. Đấy, rất chắc nhá. Tay nắm này. Đấy, tay cửa này. Chắc luôn, dày luôn. Keo chỉ đấy các bác nhìn nhá. Đấy. Mép gập, cái này là dùng nó là mép gập chứ nó vẫn còn nguyên. Mép gập thì còn nguyên. Cánh cửa còn zin. Và tappy thì nó hơi cũ sần một chút theo thời gian, cái này thì không tránh được. Đấy, kính điện là 4 cánh, hoạt động bình thường, em vẫn hạ xuống bình thường. Em này thì được cái là máy khỏe, ngon, chạy sướng. Đấy, kính điện là mỗi tội là kính thì chiếc xe này là dán phim cách nhiệt cũ hồi xưa. Nên là cái độ chống nắng là nó không có. Đấy, các bác về thì có thể là dán lại phim cách nhiệt cũng được. Còn ghế da của xe thì được cái là bọc mới rồi. Ghế da này thì bọc cũng lâu lâu, nhưng mà là ghế mới thì là nó không bị sờn rách, thế là ok. Điểm cộng cho cái ghế da này. Đấy, ghế da này. Và trần thì riêng trần chiếc xe này thì em đánh giá tầm khoảng 6 điểm thôi. Trần nó cũng cũ rồi, xỉn rồi, không tránh khỏi được. Vì đây là một chiếc xe gọi là công trình công trường. Bác chủ bác ấy mua con này và là bác ấy toàn chở sắt thép, gọi là đồ công việc thôi. Thế nên là đâm ra là xe nó cũng không được gọi là xuất sắc như là những chiếc xe sedan hạng sang đi chơi gia đình. Đấy, lót sàn đầy đủ nhá. Cái này thì về lại yên tâm. Đấy, xe đảm bảo cho bác là không có ngập nước, không đâm đụng. Đấy, và xe thì đấy các bác cứ yên tâm là dòng này thì về lại yên tâm đổ dầu mà chạy thôi. Bao giờ bao xăng trọn đời. Vâng, bao hẳn xăng trọn đời luôn. Con này thì nó có cái quả súp ở phía đằng sau này. Súp ở sau ghế này. Thì nó là súp Winifi. Nói chung là nói thật các bác là chả biết là bây giờ nó có dùng được hay không. Nhưng mà tí nữa em sẽ cho đi test kiểm tra lại xem cái súp này nó có dùng được hay không. Đấy, cái đấy bình thường, không vấn đề gì. Vì là đây cũng là một chiếc xe mà cũng đã lâu năm rồi. Đấy, thì cái súp này vẫn còn nguyên ở trên học đằng sau của xe. Đấy, và cái khoảng để chân thì cũng tương đối là rộng. Nói chung là bán tải thì cái năm cái chỗ ngồi của nó cũng rất là thoải mái chứ không bị bó bít gì cả. Đấy, mép... mép tôn gập này, ok. Còn cái quả lốp, đôi lốp đằng sau này thì dày khịch rồi. Lốp Kumho 24570 La Răng 16. Và lốp rất dày luôn các bác nhá. Đấy, chỉ có bám bụi đất đi thôi. Đấy, và nói chung là cái xe này thì hợp lý với tầm tiền luôn. Đấy, sơn xi tôn vỏ thì đến thời gian này là cũng đã lâu năm rồi. Đấy, có những cái chỗ khiếm khuyết. Nhưng mà đèn cái là nó không có vỡ. Đấy, đèn hai bên là không có vỡ này. Và tôn hậu đằng sau thì nó hơi luôm nhôm theo thời gian. Đây các bác nhìn này. Đấy, có những cái mép gọi là kiểu người ta va đập quăng quật đấy ạ. Đấy, xe này để đi làm ăn thôi. Chứ còn nếu mà bảo chơi thì nói thật các bác là phí. Vì là nó trông nó hơi luôm nhuôm. Vâng, còn sàn thùng thì ok, sạch sẽ. Đấy, vẫn còn nguyên cái mẩu sắt nó vất trên này kìa. Ông này là trước làm công trình. Đấy, thế là bác ấy cứ lấy con này chạy phà phà suốt ngày. Đấy, cũng làm ra tiền. Nói chung là với cái tầm đầu tư như chiếc xe này các bác đầu tư là 139 triệu đồng thì nói là các bác là hoàn vốn chỉ trong 1 năm, chưa chắc đã được 1 năm mà. Vì các bác có bảo tính như những chiếc xe tải bán tải này thì người ta làm tiền nó cũng rất là đơn giản, nhanh lắm. Vâng. Chỉ có đi làm ăn thôi mà, chứ không phải là gì cả, phục vụ công trình công trường rất là hợp lý, đặc biệt là các bác nào mà doanh nghiệp mình hay phải đi xa đấy ạ, đi những dòng này thì không phải lo lắng suy nghĩ luôn. Đấy, tôn vỏ rất dày. Đấy, kính thì không cần phải nghĩ. Và xe thì còn cứng. Đấy, mép cánh cửa này. Đấy, nó còn đẹp như thế này. Và chất xe thì đây là một chiếc xe rất là hợp lý luôn. Bên em Vũ Duy Auto đang bán chiếc xe này với cái tầm tiền như chiếc xe này là em bán nó chỉ có 139 triệu đồng thôi các bác ạ. Vâng, 139 triệu đồng. Xe là có túi khí an toàn đầy đủ. Đấy, có cam hành trình. Và đây cũng là một cái dòng xe hợp lý với cái tầm tiền. Đấy, và với cái tầm tiền này thì thực sự các bác là quá ok rồi. Gầm bệ chắc chắn, sơn xi ngon. Đây gầm này các bác ơi. Đấy, gầm nó còn đẹp này. Đấy, gầm đấy, không bị mọt han nhá. Đấy, gầm rất đẹp luôn. Không có mọt han. Và xe thì sử dụng động cơ máy dầu 3.0. Đấy, cái dòng Isuzu thì lúc nào nó cũng phải chơi cái loại này nó khỏe. Vâng, đi khỏe như voi luôn. Mặc dù vậy thôi nhưng mà nó lại ăn ít dầu. 3.0 nhưng mà mức tiêu thụ nhiên liệu dầu chỉ khoảng tầm chục lít thôi. Vì cái dòng này vòng tua nó rất là thấp. Đấy, gầm này. Đấy, các bác ấy ạ. Vâng. Và xe thì không phải nghĩ gọi gì. Đấy, máy nổ êm thì thầm luôn. Đấy, rồi, em sẽ rút nắp capo. Cái này thì nó bị gãy.
do là cái tay nắm này nó chặt, mình sẽ kéo căng. Đấy, có tiếng rồi đấy, thế là xong. Rồi, nổ máy nào. Úi xời, 32 vạn. Đấy, máy lên luôn. Máy đề cái lên luôn. Đấy, cái màn hình này thì không có chạy. Màn hình này, đấy, không có chạy các bác nhá. Rồi, màn hình này thì nó cũng cũ lắm rồi. Đấy, cái này thì các bác về là có thể thay cái màn hình khoảng tầm 3 triệu vào đấy là được. Điều hòa đây này, điều hòa thì sẽ bật nút đây. Đấy, có điều hòa ngay. Và điều hòa thì nó một tốc độ gió. Đấy, camera hành trình. Camera hành trình này thì tí nữa em cũng sẽ kiểm tra và em để thôi, vì camera hành trình đấy nó độc lập nên là không vấn đề gì, không ảnh hưởng đến màn hình. Vâng. Còn là em này thì được cái là động cơ máy đó là máy dầu 3.0. Đây các bác này. Máy dầu 3.0 này. Máy rất là khô, khỏe và sạch sẽ. Đấy, máy khô. Máy dầu này thì các bác yên tâm là không phải nghĩ nhá. Vâng, về là cứ việc chạy thôi. Nhiều bác cứ bảo là thế cái loại này nó có khói thừa hay không, thưa các bác là có khói thừa luôn. Thế nhưng mà máy dầu con nào nó chẳng có khói thừa. Giờ nhiều bác cứ mua xe nào là phải máy dầu là phải không có hơi thừa, nhưng mà riêng máy dầu là con nào cũng có hơi thừa. Có điều hơi nó ít thừa, thế là được. Đấy, như cái dòng này thì nói chung là ổn định và các bác chạy thì yên tâm. Đấy, máy dầu chạy rất là căng, máy 4 máy. Còn con này động cơ máy dầu 3.0 rất là khỏe. Đấy, chủ yếu là mình đạp ga thoát, chạy sướng bốc và xe thì không phải nghĩ ngợi, không lỗi lầm. Thế các bác nào mà yêu cái dòng xe bán tải máy dầu và muốn mua một chiếc bán tải đến từ thương hiệu của Isuzu, và đây là một chiếc xe cứng như thế này, thì mời các bác qua cửa hàng xem xe. Xe đang có mặt tại quán Toàn Hồng Bàng, Hải Phòng các bác nhá. Và nói chung là em bán giá dọn dẹp thôi, không có gọi là dọn dẹp nhiều. Đấy, em để nguyên như mộc. Các bác về các bác dọn dẹp thêm. Còn các bác mà đi công trình thì em khuyên tốt nhất là cứ để nguyên nhưng mà chạy, không cần phải làm gì cả. Vâng, xe còn ngon, tất cả các chức năng là hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, gạt mưa đâu rồi. Đấy, gạt mưa này. Đấy, gạt mưa này. Nhiều tốc độ nhá, không lại bỏ là không chạy được. Đấy, xe ngon này mà đạp ga cái thì căng đét đẹp, đẹp như này, mà không mua thì còn mua cái gì bây giờ. Ok, cảm ơn các bác và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo với những chiếc xe máy dầu giá rẻ cho mọi nhà. Xin cảm ơn các bác.